Ayo, ayo. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay sẽ tiếp tục cái con game Pokemon Revolution Online ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một cái ký sự mới, đó là một cái series về ký sự ở vùng Hoenn. Vùng Johto chúng ta đã làm xong rồi. Vùng Johto thì mình đã đánh được 6 con 6 con boss. Và mình đã hướng dẫn cho anh em ghi lại ha. Chắc là giờ này các anh em cũng đã ghi lại được 6 con boss đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu qua vùng Hoenn nha. Thì cái vị trí đầu tiên của chúng ta đặt đích ở vùng Hoenn đó là cái thằng gì mẹ quên. Quên bà tên rồi. Ở thành phố Lilicon có một cái biển đó các bạn. Chúng ta sẽ chui vào cái hang ngay chỗ này này. Mình cũng chả nhớ, cũng chả biết là phải hang này không nha. Cái hang rất là sâu luôn. Và giờ thử vô cái hang này coi là nó tới đâu. Nó thật thì không biết phải đúng cái hang này không nữa nè. Team Awa Hider. Thì hôm hôm qua mình nhớ là mình có coi là mình biết là nó nằm ở team Awa Hider, không biết có đúng hay không. Nhưng mà để thử mình coi lại coi hoen ở ở Awa team team được 4. Mình không thấy nó ta. Đây nè, để mình dò lại cái coi. Chỗ này không phải. Đây nè. Serit bắt alpha ra 110. Hoen ra 110 sẽ có một cái phải thằng này không trời. Y. Ra 110 Serit bắt alpha thấy quen quen ta. Hình như mình đi bậy hay phải. Ê, mình đi bậy hay gì á. Tại vì rau này không phải rau 110. Nhưng mà mình thấy nó hợp lý phải lồn. Nó có một cái hang ngay chỗ này thôi à, chứ làm gì còn cái hang ở chỗ khác nữa ta. Rồi bây giờ mình thử mình chui ra ngoài thứ coi để coi rau 110 nó nằm chỗ nào. 124. Như bậy bậy không, mình bậy rồi. Để mình thử coi coi trong thành phố này có boss không nha. Lily con như mình bậy rồi các bạn. Lily con city old lady hả? Không có dữ liệu của thằng này à. Có một thông tin một thông tin của Lilycon City thôi. Mình sợ trong cái hang nó sẽ không có NPC đó các bạn ơi. Ra 124 này. Ra 124 cũng không thấy. Nhưng mà hoen thì nếu mà mình dò từ dưới giờ lên nha thì nó sẽ có là rau 108 này, A3 đô ship rau 108, một cái thằng tên là Tunlet ở trên tàu. Thằng này không có. Được các bạn ơi, rau 108 được 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 được. Rau 108 nằm đâu? Trăm mười, mười tám, trăm mười một. Ô, 108 nằm múc chỉ cà na luôn các bạn ơi. Phải đi một cái đoạn đường rất là xa về ra 108 luôn. Thôi kệ, phải đi thôi. Chứ con đầu tiên mà chúng ta đánh mà chúng ta không đi thì nó hơi bị uổng luôn. Mình sẽ đi theo đoạn đường tắt đi ha. Đi đoạn đường tắt nhưng mà chắc là phải lấy thêm con đá với lại con chặt cây á.
Chặt cây mình có rồi, blast có rồi, giờ lấy thêm con đá đi theo thôi. Con đá của mình đâu ta? Ăn giọng gì đó trơn rồi đây. Rồi ha, có bơi, có đá, có blast, có khách. Rồi. Di chuyển thôi. Hình như nó hơi xa, nó hơi xa. Nếu mà mình đi đường vòng thì chắc là nó sẽ gần hơn không? Không, nó cũng vậy thôi các bạn. Đây, nếu mà đi đường vòng thì chắc là mình sẽ đi theo đường mà đi xuống xuống biển. Xuống biển ha, đi đường vòng đi xuống biển. Đi vòng theo cái hướng này nè, chạy thẳng dưới luôn. Đó. Nó có đường đi chứ trời. Có chứ. Có một cái đường để mình rẽ xuống chứ. Đó nè. Thấy chưa? Đó. Đó mà đi đường này sẽ nhanh hơn là mà đi đường vòng đường kia, đường này đường tắt các bạn. Nếu mà các bạn đi đường kia sẽ nó sẽ xoay một vòng. Đường này thì đụng thằng này chưa đánh thằng này. Con chó cấp 36 rồi. Chó này tiến hóa rồi. Làm sao mà chịu nổi chiêu điện của mình. Con điện của mình là chỉ số epic luôn các bạn. 30 29. Và đam của nó mình đã nâng lên 252 luôn, giờ là 359. Cộng hưởng thêm cái sức mạnh của điện đó rồi. Đây, sức mạnh của điện. Chết mẹ nhầm. Đâu rồi? Đây, sức mạnh của điện. Đó. Tăng thêm 20% chiêu điện. Giờ thì bao công kích luôn các bạn. 20% tức là con này là ví dụ 100 thì nó sẽ tăng thêm được là 100 thì nó sẽ tăng thêm được là 10, 300 tăng được 35, 36 đi. Hai cái là tăng được 70. Là nó sẽ tăng lên là ủa đúng không ta? Ờ đúng mà. Nó sẽ tăng lên 70. Là cái này khoảng lên 400 400 403 402 gì đó, 403. 430 đam điện. Chích là cá còn chết mà nói gì mũi ruồi. Ô. Con này dễ thương quá các bạn, con này cũng là hệ điện nè. Nó ngầu. Trong cái quãng đường mà mình đi đánh NPC á, thì mình cũng bắt một vài con để cho nó hay hay ha, cho nó hấp dẫn cái đoạn đường của mình lên. Cái series này mình làm về về ký sự diệt boss easy, cho nên tất cả những cái con boss mà mình đánh đều là easy hết nha các bạn. Các bạn đừng có la làm sao mà sao anh không boss đánh boss ha, boss medium cho tiện nhiều vật phẩm nhiều hơn. Mình làm từ từng cái cho những bạn nào mà mới chơi có được cái vốn kiến thức, có được cái vốn kinh nghiệm chơi, rồi sau đó các bạn muốn chơi như thế nào đó là quyền của các bạn. Má không được luôn, nó không máu, nó một máu mà nó vẫn không bắt được nó. Con này phải có một cái chỉ số defending hay là để SP defending 31 này cho nên bắt không được, mình nghi lắm. Má không được luôn, vậy là chỉ số cao á, full epic. Nhiều khi con chó này nó mới ăn cơm xong á, nó còn no á các bạn, nó còn sung mãn, phải đánh một hồi cho nó mệt. Má đáng lẽ là nó một máu rồi, nó phải là bị bắt rồi đó. Mình không chơi hiệu ứng đó với nó tại vì mình sợ nếu mà mình đánh hiệu ứng nó sẽ bị chết. Nó còn một máu rất là yếu luôn. Đánh cái nhẹ là chết à. Để coi. À. Chỉ số HP attack của nó là 28, static bằng con kia. Nhưng mà mình thấy con chó này nó không sung mãn lắm. Hai mấy cũng được. Tốc độ thì hơi chậm. HP 28 là ổn.
xanh sữa cũng ổn. Con này là con ele ele kia. Ủa không có ta. Đây con chó, đây con chó đây. Chỉ số của nó là SB attack với lại SPD. Mà giờ bé SPD yếu quá, không ngon. Con này tập trung vô đam phép. Cái y không. Cái này thu cũng bị sai luôn các bạn. SPD mà bị giảm vậy sao đánh? Không được. Con này fail rồi. Con này fail rồi, con này fail rồi. Nãy mình nhìn không kỹ. Con này fail rồi. Luyện lên uổng lắm, nói thật. Khi mà các bạn không biết á, thì thôi, mà tới chừng mà các bạn biết á, các bạn luyện Pokemon á, mà các bạn luyện luyện con mà các bạn không có tâm đắc á, các bạn luyện lên uổng lắm. Bạn không thích á, không muốn chơi nó. Ví dụ con điện này nè, các bạn nhìn mình nhìn thấy là mình không thích kiểu để ốm ốm ngay cổ ha, mà mình lại luyện. Tại sao? Tại vì cái chỉ số nó quá đẹp, với lại cái Neato của nó cũng đúng nữa, Neato của nó cũng không sai nữa, cho nên mình để nó lại. Mình không lên máu cho nó mà mình lên đam với lại tốc độ cho nó. Tại vì thường thường mình thấy điện là tốc độ hay, chứ chơi chơi máu chơi làm gì. Như con chim hạ của mình thì mình lại chơi máu cho nó hồi hồi máu xíu cho đẹp, tại nó có chiêu hồi máu các bạn, để mình đi máu cho nó, để nó hồi thì chắc là nó hồi theo phần trăm mà. Con này thì mình thấy hơi sai sai là tại vì nó có tới ấy chiêu lần. Giờ mình sẽ học chiêu lại cho nó đi, học chiêu lại cho nó đi. Chiêu điện của nó là hợp lý luôn nè. Chiêu tiếp theo không phải là chiêu điện. Chiêu này là chiêu điện luôn nè. Gây ra hiệu ứng tê liệt nhưng mà chỉ có 50% thôi. Không thích lắm. Fire boom. Chiêu là chiêu lửa nhưng mà nó lại là vật lý. Nó không hợp lý với mình. Single beam. Chiêu này là chiêu sao bỏ này. Hay sao bỏ nó ăn hay gì trời. Mình nhớ rồi. Hệ sao bỏ ăn được hệ glass. Đúng rồi. Phải học cái chiêu này thôi. Tại sao mình học cái chiêu này? Tại vì á, để mình đổi cái chiêu Thunderbolt luôn. Biết là mình đổi nó thành chiêu này thì nó hơi ngu, nhưng mà không còn cách nào khác đâu các bạn. Rồi đây nè, cái chiêu Discharge này thì không nói gì, tại vì đây là chiêu điện mà mạnh nhất rồi ha, cho nên bắt buộc phải xài chiêu này thôi. Bữa nãy mình nói là ở rau mấy ta, à ba đô ship rau 108. Ở đây mình sẽ bơi thẳng xuống luôn mà không đi tàu. Hồi nãy mình nói tới đâu ta? Cái chiêu đầu tiên thì không đụng tới rồi, tại vì nó là chiêu phép với lại nó là điện mạnh cao thế ha, cho nên sẽ giữ lại. Cái chiêu thứ hai là chiêu single beam, tại vì con này là hệ điện cho nên sẽ có một số Pokemon hệ cỏ nó kháng được điện và hệ đá nó kháng được điện, thì mình sẽ xài cái chiêu single beam này.
ha, mình sẽ đánh. Rồi mình tới round 108 rồi, mình sẽ tìm thấy một chiếc tàu. Chết mẹ rồi. Ý là nếu mà mình tìm thấy chiếc tàu đây. Nhưng mà mình vô chiếc tàu này mình sẽ bị mắc kẹt nha các bạn. Các bạn cẩn thận nha. Các bạn nào mà có chơi, các bạn rành vô chiếc tàu sẽ bị mắc kẹt ở chiếc tàu luôn á. Nên các bạn phải tìm cho mình một cái sợi dây và một cái chỗ mà các bạn để neo lại. Chứ thôi lặn lát vô chiếc tàu xong là không ra luôn á. Chiếc tàu này cái lúc mà đi ra của nó không phải là nó không đi ra nước mà nó đứng ngoài nước, nhưng mà nó là đất cho nên các bạn không thể nào mà sử dụng chiêu sết được. Nhưng mà kế bên là nước rồi không sử dụng sết được, nó bị lỗi ngay chỗ đó. Chết mẹ rồi, phải đánh lộn với con đĩ này à. Ôi, em kim này chết cha em rồi. Trời ơi, một cái lượng điện chạy trong người em chim này. Đã là chim mà còn hề nước nè. Không thể nào thoát. Đam đam điện của mình đã là 430 rồi. Mà em này là em chim nữa, hề nước nó nhân 4 lên nữa. Trời ơi, không tin được. 430 mà nhân 4 là 1200. 1200 điểm máu á. Bao chết luôn các bạn. Sao mà sống nổi. Rồi lưu điểm hồi sinh cái đã. Ủa sao chỗ này nó không có ấy ta, không có mua đồ ta. Chẳng lẽ là phải có chỗ mua đồ chứ. Mua mấy cái dụng cụ lặt vặt á để không có thì thôi, không cũng cần. Lát mình sẽ vô trong kia mình sẽ cho nó nhảy về. Ở dưới này có không? Ba ông bà già ngồi làm gì vậy ta? Có bán không? Không bán à? Không bán thôi. Thấy nhà để nhiều đồ tưởng bán, vô hỏi có bán không mua. Rồi ha. Bây giờ mình sẽ khám phá coi là cái con này là nó sẽ xài Pokemon hệ gì. Trời mẹ, nó xài Pokemon hệ đất. Điện thì cũng nước thì cũng có mà ít. Con này có không có fighting, có một cái file. Con heo vú này có một cái fighting potion ớt quay à. Ok, con này có fighting không? Không có fighting. Con này cũng có file luôn mà nó lại pull. Pull là mạnh mẽ nó rồi. Hai con cuối mình đánh theo kiểu ấy được. Hai con cuối mình đánh theo kiểu ấy được. Con này là hệ ấy, mình phải dùng điện. Điện vợt nó nhiều. Điện. Con đầu là hệ rồng, chắc là mình dùng đất để mình tạp nó đi. Ha. Ổn ha. Hai con cuối mình sẽ dùng tới vậy thì nếu mà cuối thì mình sẽ sử dụng một con mập thôi. Sử dụng một con mập thôi để xài. Con mập sẽ đặt ở cuối. Con đầu sẽ không, con đầu sẽ đánh với rồng cho nên là con đầu sẽ là mammoth đi. Con đầu sẽ là mammoth đi. Con thứ hai sẽ là điện. Nói chung là mình không được sử dụng lửa về đất. Con này là rồng đất, nó tạt chết á. Cho chim vô, chim chim được vô. Nãy chưa bỏ con này.
Mình chả biết là giờ xài con nào cho nó hợp lý. Con này đi lấy đồ. Tiran à, Tiran hợp lý không nhỉ? Tiran hợp lý nhỉ? Con này đi. Tiran vô đây được. Rồi ok. Mình sẽ bui tim vậy. Tiranium. Rồi. La 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 la. Rồi bây giờ vô chơi thôi. Con thiên nga của mình sẽ ngậm nước. Con thiên nga ngậm nước, còn con mập ăn cho ăn táo. Hợp lý về lồn. Capricorn cho nó ăn táo đi để nó tăng sức mạnh. Để tăng nó hồi máu. Còn con chim thì cho nó ngậm dây chuyền nước để nó phun nước cho mạnh. Con điện này chắc chắn là mạnh rồi, đam quá mạnh rồi. Mình cho nó ngậm cây 500. Còn con voi này thì nó con voi này chơi động đất, mình đưa nó cái này nó hợp lý không nha. Một em hệ nước, em nhắm em chịu nổi cái đòn 800 máu của anh không? Theo mình phỏng đoán thôi, chứ thực sự nếu mà các bạn để tính được chính xác cái con số mà gây ra bởi đam á, thì chắc là khó tính lắm. Thực sự không thể tính được cái con số chính xác. Có thể nó là một con số chính xác nhưng mà không tính được thôi. Rồi, bắt đầu thôi. Tiến lên đi tìm cái thằng tên là Tootlet ở room 1 B1F. Room 2 à. B1F đây. Nó room 1 á. Không được à. Được thì thôi bạn, làm dữ vậy. Ôi có quả cầu. Này room 4 rồi. I-beam mà, ngon vậy, nhặt nhạnh đồ. Ồ, I-beam ngon nha. Con này có ai bim rồi con này không có ai bim trời, chưa ai bim bỏ sừ à. Trời ơi, con mập học được chưa ai bim luôn mà thôi. Trời ơi, con này học được chưa ai bim luôn này. Băng à, chưa băng à. iPhone của nó đấm đau hơn không? Thôi cho học iBeam đi ha. Room 3 rồi. Cái chỗ này là bạn nào muốn luyện HP attack, HP defense nó vô đó luyện. Đây là một B1F, đây có một thằng tên là Tootlet. Rồi ha. Chơi nha các bạn, em ghi lại nha, ghi lại giờ mình ghi là sao ta, các bạn ghi như mình nha, mình sẽ đọc cho các bạn ghi là để mình gài cái gì ở này là ở hoen nha. Ở hoen là rau 108. Đi xuống. Đi xuống. Sẽ gặp một chiếc chiếc tàu bể. B1F room 1. Rồi ha, sẽ đánh với thằng này. Phần thưởng thì không biết. Vô quốc thôi.
Easy thôi các bạn. Yes. Chết mẹ rồi, đầu tiên đánh với con rồng lộn mà xài con điện. Thấy nó sai sai. Rồi chơi luôn. Mới vô mà chết rồi. Chơi với tao, chống cự với tao. Tao là con ma mút ngàn năm, mày chỉ là một con rồng thôi. Mày là chỉ là một con bò vắt sữa thôi. Chịu chết đi con. Mày có bốn vú, tao có hai cái ngà. Rồi con này là con hệ nước, nhìn nó ngu quá. Scan là chiêu hệ lửa nha. Ra đi nào. Khủng long bạo chúa Tiranta dùng chiêu động đất, chết mẹ luôn. Đồ mẹ nó chơi chiêu lửa nữa đó, thứ mất dạy. Má đốt lửa tao à. Không sợ mày. Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Đồ má đúng hụt hơi luôn các bạn. Mang tiếng là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng mà nó làm cho đúng một hơi luôn là chết luôn. Con này nếu nó sợ điện sao? Từ từ các bạn ơi. Mình không sợ, không hộ Alpharos mà mình xài con này là tại vì ấy thôi. Con voi nó có sức công phá mạnh hơn con điện, sức dặm của nó thấm hơn. Giờ thì em phải trả giá cho những gì em đã làm. Năng lượng má không biết rồi. Rụt má xong luôn, mất dạy có thừa. Hai con cuối thì mình có thể sử dụng thằng mập để ăn cũng được. Sao chết mẹ rồi, nó có lại. Ủa không, nó không lại à? Hồi nãy mà mình chi cái Asha là nó chết rồi. Ôi đủ má thiệt luôn, sai một con toán là bán con trâu liền. Mày phun nước thì có tới chiều. Con này là hệ gì ta? Dina băng vệ sinh. Đi à. Con này là hệ đá và hệ đá và hệ tiên. Sử dụng chiêu này coi. Trời rồi xong em rồi. Em tới đường em rồi.
Rồi, em thấy mẹ em rồi. Em đánh không bằng ông, không bằng nửa trái táo anh ăn nữa. Cure thôi. Chấp em ngồi em gõ đi. Cái con này như là con, nó là cục kim cương á các bạn. Mặc định nó là cục kim cương á. Nó là viên kim cương á. Nó hệ đá. Mà nó không thấm gì đó với thầy thường đâu. Nếu nó không có chiêu, nếu mà nó không có chiêu kiểu dạng gây đấm hay gì đó thì nó không ăn thua gì đâu. Chưa nói cái ngủ của mình chưa ngủ cái nào, còn 16 lần ngủ. Quấn cái kiểu này thì làm sao mà em thắng được anh hả hả DNA? Để coi là nó cho mình bao nhiêu tiền ha. Cũng khủng khiếp lắm. Mình hay quýnh bất chợt lắm. Bị ngu quá các bạn, bị ngu bất chợt. Rồi, nhiêu tiền? Đủ má, có 5-6 ngàn nha. Kệ, cho nhiêu lấy nhiêu. Ô, 6.793. Ghi lại các bạn ơi. Phần thưởng 6.793 cộng gì nữa? Gì? You have obtained 1 BB mắt. Bạn nhận thưởng được một cái BB mắt. Get lost kit. Ôi đủ. Cho vậy thôi hả? Cục xúc gì trời. Hồi nãy mình biết mình mang mắt kiến cho con mập là được rồi. Con mập mang mắt kiến nó đánh mạnh lắm. Ổn hả bạn? Đâu phải là khó lắm đâu. Ở chỗ này thì các bạn cứ thực sự là không về được nha. Các bạn cứ lội xuống nước đi qua lại chỗ này nè. Cho tới khi nào mà các bạn đánh được một con đó, các bạn lóc ao các bạn về. À, mà lóc ao các bạn về. Mình ghi lại là trên tàu. Tàu bể ha. Tàu bể ra 108 đi xuống. Sẽ có luyện SP Defendant. Rồi vậy là mình có được mấy cái ha. Còn speak với Defendant là ok rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ha các bạn. Con boss thứ hai sẽ là Erumi Island Dam Park 2. Erumi Island Park 2 là chỗ nào trời? Erumi Island. Ủa có cái đảo tên là Erumi Island đó hả? Chả biết luôn các bạn. Ôi, chắc là không phải không biết. Không biết. Valley of Steel, Underground là dưới đất à? Khó vậy trời. Dịch nó coi. Khu vực phụ, mặc dù không bắt buộc phải đến đây trong suốt câu chuyện chính nhưng mà nó đi ghé thăm. Tính phí à? Chưa đánh mà tính 5.000 à? Liệu mình qua mình đỡ mình có đánh thắng nổi nữa không? Ra 117. Verdantun Town in the hand ra 100.
117. 110 này, 117 nằm đây này. Rồi tiến lên thôi. Rồi đi ngang qua các bạn. Ra 117. Lấy một cái thôi. Lấy nửa bữa thôi các bạn. Đủ má đừng bắt mình cắt cây nha. Có kéo đâu. Ra 103 rồi. Đi theo đường này là lấy được, lên được ra 117 nhanh thôi. Đi lên thành phố rẽ rẽ trái là tới ra 117 rồi. Chui qua cái bãi rừng này dễ bị đụng vô cái mon, thấy không? Biết ngay. Pokemon trong đây là như hệ điện với hệ cỏ. Tăng cái attack và SP hình như là attack không à. Nhưng mà mình cũng không cần thiết. Nếu mà tăng attack không thì mình không có đánh đây đâu. Nhưng mà mình thấy vô Savory Zone đánh ngon hơn thực sự các bạn. Một con mà các bạn đeo vô đánh nhân 6, nhân 6 điểm. Rất là ngon. Và nó gặp con đó hoài rất là lẹ luôn. Sẽ luyện lên cấp, lên chỉ số lẹ nhanh hơn. Mất tầm 15 phút thì các bạn có thể luyện được hai con. Chết mẹ rồi. Chỗ này không có đi, đi lên mà đi ngang qua. Ủa? Chỗ đéo nào đi ngang qua. Đi lên chứ. Má đi cho giữ vô gần hồi hả? Lên trển không cho đấu. Báo hại mình đi cho giữ vô ạ. Rồi mình tới ra 117 rồi. Một thị trấn hoen nằm giữa đường hầm. Nằm giữa đường hầm Rustun và đường ra 117. Vậy là nó nằm giữa ra 117 với đường hầm Rustun. Giữa ra 117 và đường hầm là chỉ có cái bên đây thôi. Đây nè, thành phố này thôi. Rồi tiếp theo là làm gì nữa? Thị trấn này rồi, sao nữa? Ship Tower. Chết mẹ. Ở đâu mất tiêu ta? Hao hai ngôi nhà thứ hai. Đấu với một ông tên là giáo sư Bít. Có điều kiện không? Không. Con đầu tiên là tâm linh, chơi giác đấu rồi chắc rồi. Xem hết bút fire, ok, con này được. Con thứ hai là con đĩ đĩ khỉ. Nói chung là team này mình không có chơi theo kiểu mà mập địch được. Con đầu tâm linh thì mình sẽ quyết chiến bằng voi mammoth, chơi dặm chết mẹ nó luôn. Con thứ hai là con khỉ độc lửa, cho nên mình sẽ chơi chiêu mình sẽ chơi cái này để đừng ngủ ha. Mình sẽ chích nó một cái cho đừng ngủ. Thứ ba, nói chung là chim lửa thì chơi nước. Ok ok cũng được vậy thôi. Thứ ba mình sẽ đặt con Tyran này là hợp lý luôn. Rồi thứ tư nó có lửa nữa đó, nó có lửa nước thì ok, nhưng mà con này thì chưa được. Mình sẽ đặt vị trí này thế con này.
còn con cuối cùng mình sẽ đặt con lửa và mình sẽ không chơi con không chơi hai con hề kia. Làm tâm phốt mình chơi con ma đi, dù sao thì con ma này mình cũng đã luyện xong rồi mà. Không, mình đã luyện xong, này là hệ ma thì cái này cũng là hệ ma mà. Ok ok rồi, tiến vào xào huyệt thôi, diệt trừ. Ngôi nhà thứ hai của ông giáo sư. Con đầu tiên nó không có bay được. Đây, giáo sư chim, bớt. Không nhầm. Rồi, quất. Rồi, ghi lại anh em ơi, ghi lại. À, thành phố này tên là Verdan Chu Thao. Hào 2. Giáo sư chim. Ở cái phần thưởng ở trên là mình sẽ cộng thêm một cái BB. Easy thôi các bạn. Ok. Yes. Bắt đầu. Ủa sao con đầu của ổng lại là con này? Có gì sai sai? Tim đầu của ổng sao lại là con này ta? Tim đầu của ổng sao lại là bóng tối? Nhờ. Giận giết được thì ổng nói mình không nói gì, nhưng mà con đầu tiên phải con này. Ồ. Vậy là ổng thay tim rồi. Trời ơi. Một do ma mút làm hết. Chim à? Chim thì chơi cơn gió băng. Má chim này nó liều ghê. Nó đánh mình bằng cái chiêu rất là nhanh luôn. Con này hả? Con này thì dễ rồi. Nằm cho giữ vô. Sức trận nào? Khủng long Tyran. Nó nghỉ một hiệp đó các bạn. Đánh một cái nghỉ một cái. Con này hệ cỏ. Ô có động đất luôn à. Mày chết mẹ mày rồi. À con này. Ô mẹ ơi Mega. Được phát nó tiến hóa Mega rồi. Raxi Mega Sếp. Biết à? Vậy tiến hóa Mega làm gì vậy? Tiến hóa Mega làm gì vậy? Ngầu vãi cái nồi luôn các bạn. Nó còn có một con à. Tiếng nó mấy kia làm đéo gì. Ăn đấm này. Rồi lật xe lật xe. Ồ nó có mấy kia ghê ha. Rồi phần thưởng các bạn ghi lại phần thưởng nha. Chắc là 7.000 á, 7-8.000 vậy á. 9.375. This little Taiwan want you travel with you là cái con chim á, cái con chim nó sẽ đi chung với mình. Thai lao nè. Ok, su nè. Hẹn gặp lại. Tức là hình như là ổng cho mình một con chim á.
Không, để vô kiểm tra lại cái đó. Biết cái này. Chim cũng cấp 20 thấy không? Biết ngay. Con chim thai lao. Học chiêu đàng hoàng nha các bạn. With attack for good energy đàng hoàng nha các bạn. Neto thì nó theo cái kiểu mà, nói chung là các bạn nhìn nè, cái chỉ số trên 20 trở lên không rất là đẹp luôn. Nó đều hết ha. Nhưng mà cái này nó bị một cái là ability của nó là good á. Để mình coi cái good là gì. Ability good là gì đây? Tăng 50% tấn công mang kỹ năng khi bị trạng thái. Tức là bị trạng thái đặc biệt á, bị good, bị bệnh á thì nó sẽ đánh mạnh hơn. Con này cho mình cũng ok mà thôi mình không lấy đâu. Giục mẹ nó ra rồi. Con nào đặc biệt hiếm hiếm mình còn lấy, con Tywin này kiếm cái đống. Ok, cái clip của mình hôm nay chắc là tạm dừng ở đây ha, chắc là các bạn cũng là ghi được. Các bạn cũng ghi được một ít rồi ha, từ hai con, một con ở trên tàu với là một con đây, thì con đây 9.000, con trên tàu 6.000 cũng được 15.000 rồi ha. Ok, chắc là clip của mình tới đây tạm dừng. Nếu mà mấy bạn thích clip cái series này của mình thì nhớ like, comment, đăng ký kênh cho mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye 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 bye